Resize là một cái nền tảng để tuần hoàn quần áo. Thì sứ mệnh của Resize ra đời là giúp cho cái giảm cái lượng rác thải thời trang được chôn lấp ngoài bãi rác, để mình có khả năng mình tuần hoàn tái sử dụng được quần áo được nhiều hơn. Thay vì mình đó, mình sẽ giảm được cái nguồn tài nguyên khai thác trong việc sản xuất và may mặc. Lúc đầu thì mình cũng chỉ đi giải quyết câu chuyện là bài toán cái tủ đồ của gia đình mình thôi. Thì mình có liên hệ một vài cái tổ chức từ thiện để mình gửi tặng, nhưng mà thời điểm đó họ cũng không còn nhận nữa. Rồi cuối cùng là quần áo nó cũng ở trong nhà, góc nhà mấy tháng trời. Thì xuất thân thời gian công nghệ thì mình cũng nghĩ là ok, có khả năng mình sẽ làm một cái website, đưa cái quần áo đó lên trên website để cho mọi người có nhu cầu thì họ cứ nhận trực tuyến. Thì đó cũng là cái lý do mà cái tủ quần áo không đồng đó ra đời, để giúp mà kết nối được những người dư và người thiếu, giảm cái khoảng cách, hoặc là những người mà họ ở xa họ vẫn có khả năng nhận được, chứ không phải là ở gần cái tủ đó thì mới làm được. Cái ý tưởng của anh rất là hay, nhưng mà để có triển khai được hay không thì nó là còn cả một vấn đề phía trước. Tuy nhiên á, là khi mà mình nhìn lại cái tủ đồ của mình thì rõ ràng mình thấy quá nhiều đồ, và mình cũng đang gặp những cái vấn đề tương tự như thế. Đồ mình không biết cho ai và làm cái gì, và cộng thêm là về những cái tin tức trên báo chí về rác thải thời trang nó gây ô nhiễm môi trường, thì đó là những cái mà luôn luôn làm mình cảm thấy là đau đáu. Trước khi ra thì cứ sợ là không biết là mọi người có ai cho mình không, và thứ hai là mọi người có nhận lại quần áo đó hay không. Nhưng mình nhận được nhiều quá, thời điểm đó là nó rơi khoảng tầm 3-4 tấn quần áo. Khi mà được cái sự đón nhận như thế thì bắt buộc mình cũng phải tính tới câu chuyện nó cần phải có kho lớn hơn, nó còn phải có những cái quy trình con người để vô mình giúp quần áo nó tuần hoàn và nó xử lý được. Mọi người biết đấy, cái tủ quần áo không đồng. Rồi sau đó là mọi người biết tới Resize có những cái sản phẩm giá rẻ để mọi người có khả năng tiếp cận mua với một cách là tâm thế là tái sử dụng đó. Thì nó được người này truyền cho người kia để nó nhân rộng nó ra. Nên là những cái mẫu áo mà nó mẫu đầm nó còn rất là ok nè, nhưng mà nó bị lỗi nè, mọi người thấy nè, không sử dụng ha. Cái này thì mình đâu có dùng được, một cái này thì chỉ chuyển đi tái chế thôi. Còn để mà làm thế nào mà để có thể quản lý được một cái lượng hàng khổng lồ như thế thì tụi mình phải ứng dụng công nghệ vào. Ví dụ như là mình sẽ phân loại ra là đầm nó sẽ ở sào đầm, chân váy, áo nó sẽ ở theo từng cái sào chân váy, và tất cả đều được chia theo mã số gắn với một cái mã móc nhất định. Và cái vị mã móc đấy nó sẽ ở nằm ở cái vị trí đấy, để khi mà mình cần tìm sản phẩm với mã móc đấy thì mình sẽ tới đó và mình lấy được đúng cái sản phẩm ra. Mình biết đến chương trình này cũng gần 2 năm, và gia đình có đem đồ cũ của các bạn nhỏ trong nhà nhờ chương trình để mà có thể đem đến những người mà cần á. Mình đi xuống đây mình thấy là có quá nhiều cái quần áo được treo lên á, với nhiều size, và quần áo thì rất là đẹp và sạch. Mình cũng đang sử dụng đồ của Resize ở đây. Nên mình cũng phải tạo ra những cái mức độ nhân rộng để mà mình có khả năng tạo ra được cái độ tuần hoàn càng lớn càng tốt, thì lúc đó thì nó mới tạo ra được cái độ tác động về rác thải thời trang, rồi có vấn đề về tuần hoàn quần áo, rồi vấn đề về giảm phát thải. Mình cảm thấy chương trình rất là ý nghĩa, bởi vì tập kết lại quần áo cũ và tái sử dụng lại và đem đến cho người dùng hữu ích hơn và giúp cho cuộc sống xanh hơn.